Wow, mình có một chiếc xe tải các bạn. Wow, một chiếc xe tải với cái đầu con khủng long ba sừng kìa. Này chúng ta sẽ làm cái gì đây? Xoay mình có bạn này chúng ta. À, chiếc xe tải được có tên là Dinosaur Truck các bạn ơi. Wow, chiếc xe tải này hôm nay chúng ta sẽ chế tạo khủng long các bạn. Wow, hấp dẫn chưa nè. Đó, mình sẽ có gì đây? Đầu tiên mình sẽ bỏ gì đây? Một cục đá trước nè để coi ra con gì các bạn. Thêm một ít gì nữa đây, thêm một ít cành cây nha. Đấy, mình lấy thêm mấy cục đá mình bỏ vô này cho nó bự các bạn, cho khủng long nó ra nó bự nha. Thêm vài cái cành cây vào. Vậy tiếp nè. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo khủng long nè các bạn. Wow, xoay này, xoay này. Cái là chúng ta biết là xong nha. Ôi, mở ra đổ ra. Ở gì đây? Ui, một chú Lego Carnotaurus khổng lồ các bạn. Wow, cái mô hình đẹp thật sự luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta đã chế tạo thành công một con Carnotaurus rất là to và đẹp luôn. Wow, cái miệng há to vô kìa, mô hình cực kỳ đẹp. Ui, chúng ta sẽ tiếp tục với con khác nào. Chiếc xe tải chúng ta đã quay trở lại đâu đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái lá cây thử nha các bạn. Wow. Một lá thôi. Đấy. Ui, mình đã thêm một ít đá nha, cát đây. À, thêm cái đá đi nha. Đấy. Rồi dĩ nhiên đá bỏ vô này. Đó. Đó, và chúng ta bắt đầu chế tạo nè các bạn. Wow. Xoay cái nè để nó ra những con khủng long mới ha. Đó, xong rồi các bạn. Đây, đổ ra. Ui, một con Racoret khổng lồ. Wow, mô hình Lego to thật sự luôn các bạn. Wow, mình bỏ cái lá cây vào nó sẽ có màu xanh như con Lego luôn, hay chưa kìa. Ui, nó gầm nữa các bạn. Ui, con khủng long này nó kêu được luôn, hay thật sự luôn các bạn. Đấy, tốt. Lần này chúng ta sẽ bỏ gì đây? Ui, bỏ cát đi nha. Đấy, một chút cát vô nào. Đó. Để thêm một cái lá cây vô nữa nha bạn. Hôm nay mình kết hợp gì là cát và lá cây, chúng ta sẽ tạo con khủng long gì nữa thấy. Hãy bắt đầu nào. Gì đây nào. Wow, một chú khủng long Ankylosaurus khổng lồ luôn các bạn. Wow, to chưa kìa, mô hình to thật sự luôn các bạn. Wow. Ui, con này nó có cái nút bấm này, bấm. Ui, nó kêu như không kêu được bạn, con này có vẻ không kêu được là các bạn. Wow, những cái nút bấm đó nó làm cho khủng long nó kêu lên nha bạn. Wow, hay quá các bạn ơi. Đó, mình sẽ giới thiệu thêm một con nữa nha các bạn. Wow. Sẽ có cái cành cây vô nè. Bỏ những cái cành cây vào. Đó. Thêm một cái lá cây nữa nè. Đấy. Rồi, xong rồi các bạn ơi, mình sẽ đổ ra nào. Này, chúng ta có gì đây? Ui, một con Pteranodon các bạn ơi. Wow, mô hình Lego cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ui, nhìn cái sải cánh nó dài chưa kìa các bạn ơi. Wow, to thật sự luôn các bạn. Wow. Mô hình Lego này có thể mở miệng nữa các bạn. Wow. Và ở đây chúng ta có rất là nhiều chú khủng long mình đã chế tạo được đây các bạn. Wow, nhiều chưa kìa. Ui, mình đã chế tạo được những khủng long và những cái món đồ chơi rất là nhiều luôn này. Ui, Brachiosaurus mô hình Lego, mô hình khổng lồ các bạn ơi. Wow, cái mô hình rất là đẹp luôn nè các bạn. Ui, thấy chưa, đẹp chưa kìa. Cái cổ nó dài quá trời dài luôn. Wow, mô hình rất là chân thật nha. Ui, nhìn giống chưa kìa các bạn. Mình có mô hình với cái con này với nó rất là giống nhau luôn. Mô hình làm tỷ lệ cực kỳ đẹp luôn kìa các bạn. Wow. Chúng ta có gì đây? Một con Dilophosaurus, một con khủng long hai mang, mở cái mang rất là to các bạn, mới cái miệng há ra kìa. Wow. Nhìn chưa, nó đang đe dọa đối thủ các bạn. Đó, nó mở mang để nó đe dọa đối thủ. Ui, nó đang thưởng thức cái bữa ăn của nó các bạn. Wow. Ăn rất là ngon lành luôn. Ui, nhìn cái con khủng long quá đẹp. Therizinosaurus. Ui, con này nó nặng các bạn ơi. Wow, nó nặng quá. Ui, nhìn cái bộ móng vuốt của nó dài và nhọn chưa kìa, mở miệng được luôn này. Một mô hình chi tiết quá các bạn ơi. Đấy, vũ khí con này là cái móng vuốt nha các bạn. Ui, nó đánh con ba chi Velociraptor kìa. Ui, ui, nó đấm con bà chì không còn cái gì luôn các bạn ơi, con này nó mạnh quá rồi. Đây, con Pteranodon nhưng mà màu khác của mình đây các bạn. Wow, một màu vàng đỏ luôn các bạn. Con hồi nãy là có màu nâu nâu đỏ đỏ nha, đẹp lắm. Đấy, nó bay nè, các kiểu rất là hay luôn. Ui, một bầy Pteranodon đã cắn được một con mà nó ném bay mất tiêu luôn kìa. Con Pteranodon đã cắn được Mino kìa các bạn. Wow, mạnh quá rồi. Triceratops, ui cái này nó khá là nhẹ các bạn, cái mô hình này nó cực kỳ nhẹ luôn các bạn, có vẻ được làm bằng cao su, bóp được luôn này, nhẹ hiều luôn. Wow, mô hình tuy là cao su nhưng mà lại cực kỳ chi tiết. Ui, con Triceratops chúng ta nó to chưa kìa các bạn, dài chưa? Ui, cái sừng nó rất là dài luôn nha. Wow. Phía xa xa chúng ta có gì đây, một con Stegosaurus, một con khủng long kiếm long các bạn. Wow, những cái lớp gai trên người nó kìa, quá ư là đẹp luôn. Đó, bẻ cổ bẻ đầu được luôn, hay chưa kìa. Ui, nó to chưa kìa, nó đang ở chung với những con Triceratops và đồng loại của nó kìa các bạn. Indominus Rex, một con khủng long mà được lai tạp với con Raptor và con Tyrannosaurus các bạn ơi. Con này nó có sự thông minh của Raptor và sức mạnh của con T-Rex các bạn, rất là mạnh luôn. Wow, nhìn nó to chưa kìa. Đây, Velociraptor của chúng ta đây, một con hình Lego màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Wow, nó đang há cái miệng rất là to các bạn. To quá rồi, mô hình con gục rồi, con kia nó gục rồi các bạn, có vẻ hai con này nó đánh được con kia rồi các bạn ơi. Monolophosaurus, wow, cái miệng của nó kìa, mở miệng được này, hay quá các bạn ơi, được hay quá trời luôn. Đó, đã chưa kìa, cái mô hình rất là chi tiết luôn. Ui, nó đang chạy các bạn, có vẻ nó khá là nhỏ so với cái mô hình thật sự chúng ta các bạn. Ui, đẹp thật sự luôn. Bà chi Cephalosaurus đã bị con Therizinosaurus đã đánh đây, một chú khủng long với cái đầu rất là cứng luôn các bạn ơi. Đó, nó này đó, nhìn nó kêu ô ô rất là lạ luôn con này. Chạy rất là nhanh luôn kìa, wow. Một chú sư tử các bạn ơi, wow, chú sơn lâm của chúng ta đây rồi. Oh, mô hình này cực kỳ nhẹ luôn nha. Đó, nhưng mà rất là chi tiết các bạn, nhìn cái chi tiết trên người nó kìa, rất là đẹp. Ui, nhìn nó hùng vĩ chưa kìa các bạn. Wow, nó to thật sự luôn, nó đứng gần bằng cả bức tường. Wow, đấy, mô hình Lego sâu rồi, chúng ta mô hình rất là chi tiết luôn các bạn, không phải là mô hình Lego nha. Mô hình rất là đẹp luôn. Wow, đuôi nó toàn là gai không kìa. Oh, rất là giống cái mô hình luôn, đẹp thật sự luôn. Ui, chúng ta có một chú hổ. Wow, những cái vằn của nó không có được đẹp các bạn ạ. Vằn của những chú hổ chúng ta đẹp lắm. Đấy, các bạn thấy như là được vẽ lên các bạn, đẹp lắm luôn. Chú vằn chú hổ chúng ta cực kỳ đẹp. Đấy, không sao. Một chú ngựa vằn màu trắng. Wow. Ôi, có vẻ nó dính một cái gì đó xanh xanh rồi các bạn, không sao không sao, vẫn rất là đẹp luôn. Oh, nó đang bước đi các bạn. Ui, mình nhìn xa xa các bạn, nó đang chung chuồng với những con nai các bạn à. Wow. Ui, nó hòa mã, nó đang gầm gừ mình nhưng mà đang há miệng to vậy, nó hù dọa mình. Ui, cái miệng nó to chưa kìa, cái răng nó sắc nhọn. Ui, khi mà không há miệng thì nó lại rất là dễ thương các bạn, cái bụng nó mập chưa kìa, đi rất là chậm chạp luôn. Ui, mà chúng ta có một chú tê giác kế cạnh một chú hào mã đây các bạn. Wow, tê giác màu xanh với hai cái sừng rất là dài luôn kìa, đẹp chưa kìa. Ôi, nó dính cái gì hồng hồng này, mình khởi nó không có ra bạn ơi. Wow. Ui, ở chung chuồng đấy. Ui, ui, nó con hào mã nó đang gầm người với con tê giác rồi các bạn. Tê giác nó khá là dễ. Nó làm gì vậy? Nó làm gì con tê giác rồi các bạn? Có cả một chú báo đốm này, cái đốm trên người nó đẹp chưa. Ui, cái mặt của nó dính cái lớp xanh xanh gì rồi, không sao, màu sắc vẫn rất là ổn luôn. Đấy, có vẻ mình in nó bị lỗi ra các bạn. Wow, chú báo chúng ta đây rồi với cặp chân rất là dài luôn. Ui, không được rồi, nó làm bậy rồi. Gorilla, wow, một bộ hình kinh công khổng lồ. Ui, nó đang vỗ ngực kìa các bạn. Wow. Đẹp chưa kìa, cái mô hình rất ư là đẹp luôn. Ui đang chạy rất là nhanh kìa. Ui ơi nó đang quay lại. Ui nó bị gục rồi các bạn, nó bị trúng thuốc mê hay gì, nó gục mất tiêu rồi. Indoraptor, wow, một mô hình khủng long. Con này là sự lai tạo của Indominus Rex với Velociraptor. Ôi nó đánh nhau luôn. Nói không, bạn thấy nó mạnh chưa? Nó dám đánh nhau với Indoraptor, Indominus Rex luôn hả? Ui mình có cả một chú dê núi rồi các bạn, mô hình cực kỳ giống. Ui nhìn nó nằm trời đẹp chưa kìa, cái sừng của nó kìa. Rất là đẹp luôn. Stegosaurus, ui cái mô hình này mình rất là thích nha. Đấy cái đầu nó có thể điều khiển được, mình chỉ cần chỉnh cái đuôi của nó thôi là nó điều khiển được cái đầu luôn đó các bạn. Wow. Ui nhìn đẹp thật sự luôn kìa các bạn. Wow. Ui Stegosaurus chúng ta đang bước ra các bạn, một màu đỏ rất là đẹp luôn. Ồ, nhìn cái trên đầu nó mình không biết gọi là cái gì nhưng mà nó như cái đĩa mặt trời á. Ở đây chúng ta có một con Dilophosaurus khổng lồ. Wow, có mô hình khổng lồ thật sự luôn, mô hình Lego rất là to lớn luôn. Ui nó đang ăn, ui đó các bạn, nó không, nó chê đâu các bạn, nó không ăn bữa ăn của nó và nó bỏ đi rồi. Ồ, mô hình này đẹp quá các bạn ơi. Nói những chi tiết, ui nó gầm được luôn này, hay chưa kìa. Mô hình này rất là đẹp luôn các bạn. Đó, và ở đây chúng ta có gì nào? Một chú voi mammoth. Wow, con voi thời tiền sử cực kỳ to lớn luôn, với cặp ngà cong vuốt luôn các bạn. Wow, đẹp chưa kìa. Đó. Đấy, và ở đây chúng ta có như đây một chú voi các bạn ơi. Wow, wow, wow. Chú voi. Con này có vẻ như là tiến hóa sau này của con mammoth đấy các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Ui, Carnotaurus. Wow, một con khủng long săn mồi các bạn. Mô hình rất ư là đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi, các bạn nhìn thấy cái miệng nó há ra chưa? Wow. Ui, đẹp quá. Wow, wow, Carnotaurus nó đang đánh nhau các bạn, nó đang làm gì các bạn? Ui, nó làm gì, nó gầm gừ với nhau các bạn. Wow. Những chú Carnotaurus chúng ta đang gầm gừ lẫn nhau các bạn. Wow. Ồ, mình có cả một con bạch tuộc khổng lồ mà đang rung lắc trên tay này, nhìn khá là thú vị luôn nha. Đấy, nhìn vui chưa kìa. Ui, nó ném bay luôn con Deinonychus chết rồi kìa. Wow, wow, wow. Ui, nó đang bắt được con Deinonychus chết rồi các bạn. Wow, wow, wow. Một chú lạc đà hai bú rất là đẹp luôn. Đấy, cái bú của nó kìa, to chưa kìa. Wow, cái bú dùng để trữ nước các bạn, đi qua những cái sa mạc các bạn, rất là hay luôn. Ui, nó to quá các bạn ơi, nó có vẻ như gần 2 mét luôn đó. Deinonychus, một con khủng long Lego rất là giống Velociraptor nếu mà chúng ta không phân biệt được cái màu của nó nha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Nó đang thưởng thức cái cây kìa các bạn, nó đang ăn cỏ kìa các bạn. Ui, cái chân như cái chân đà điểu luôn, chạy rất là nhanh luôn. Racoret, chú khủng long thuộc họ Ba Chi. Wow, con này thì nó dễ thương cực kỳ rồi các bạn, mô hình Lego cực kỳ đẹp luôn. Ôi các bạn thấy chưa, nó có những cái sừng ở đằng sau cái đầu nó đấy, nhìn rất là lạ luôn. Đó. Stegosaurus, một chú khủng long săn mồi với cái vai lưng rất là to. Wow, như những cánh bướm các bạn, đẹp quá. Ui, nhìn nó to chưa kìa. Ui, mình có cả một con T-Rex Tyrannosaurus các bạn. Wow, màu xanh rất là đẹp luôn. Ui, nó bước ra khỏi cánh cổng rồi, trời ơi, nó đi rung luôn, đi rung cả mặt đất kìa các bạn. Wow. Có nguyên cả một con nai màu xanh kìa các bạn, có vẻ như nó bị nhiễm con hút rồi, nó đổi màu xanh luôn rồi các bạn ơi. Ui, nó đang ăn con này thần tắm kìa các bạn, con này thần tắm nó to chưa kìa các bạn. Ui, Monolophosaurus, một chú khủng long với cái cổ rất là dài luôn. Wow, cái cổ nó to chưa kìa các bạn. Ui, bấm, ui nó gặp cái đầu được xuống này do là mình bấm cái đuôi nó nha các bạn, bấm cái đuôi miệng con này rồi mình có thể điều khiển cái đuôi rất là thú vị luôn. Ui, hát cái miệng rất là to. Ui, cái cổ nó dài cực kỳ luôn, nó đứng cách xa cái cây rất là xa luôn mà nó vẫn ăn được các bạn, quá là to luôn. Ui, một chú rùa biển đó các bạn, to thật sự luôn, cầm rất là nặng tay luôn nè. Ui, một con rùa núi trong video chúng ta là. Ui, nó đi chậm chưa kìa. Đấy, có vẻ là chúng ta đã hết rồi các bạn ạ. Hết cái lò khủng long rồi.